tất cả mọi người nhá. Lại là mình đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ đánh cờ của Liên Minh Huyền Thoại nhá. Đúng không em? Anh chơi ở đây lại là anh lại không đội hình top 1 ạ, luyện rồng phá thủ lễ hội không, anh chơi luyện rồng đâu, anh chưa chỉ có 3 con ngọc long này. Lên được 6 chiến binh không? No matter the cost. Sống vội, phước lành từ vũ trụ. Kỵ sĩ, kỵ sĩ, người thăng hoa. Chơi gì thế? À, sẽ có một con luyện rồng rồi. Ghép đồ vội thế Đạt. Ghép đồ vội thế.
Chứ không đúng đồ nó không mạnh đâu. Chứ phải đúng đồ nó mới mạnh chứ, chứ ghép bừa sao mà mạnh. Kia nó cũng chơi luyện rồng với anh Đạt kìa. Đạt lại bảo cũng bình thường. Đây cái cung này con nào đây, nước mắt hả? Lý xin đấy con Lý xin lộ long cướp à? Cái gì gặp bạc đấy? Đấm người nữa thế thôi, có được vũ cấp đánh người nữa thế nào. Bang hội là cộng cho cả team đấy, tướng bang hội thì con lẻ thì nó x2 á. À, ôi rồi bán nhà bán cửa rồi, bay đá sắp chết rồi. Ôi rồi
đã là sắp chết rồi anh em ơi. Kim Long mà sao mình không ta ta? Ui ôi, thua quái à? Phải thua quái luôn. Ôi ra thêm một đồ nữa đi, Kim mày đấy. Rồi ok, rồi giờ thua cũng được. Anh gọi như em để anh. Má, nhìn mình tội thế. Chưa biết chơi gì nữa chứ. Yếu quá Trường ơi, tha đi Trường ơi. Cho ta cơ hội làm lại cuộc đời đi Trường. Cho cơ hội làm lại cuộc đời đi Trường, từ từ đã. À, yếu quá, nó không ra tướng gì hết, trời. Thấy sắp chết rồi à? Anh em mình đang ở đáy của xã hội đây. À, không dám roll luôn, hay thôi để chết nào nữa lấy đồ đó rồi tính tiếp. Ôi cuộc sống này buồn lòng. Ui thằng nào có ai đát rồi kìa. Con rồng level 5 có rồng, what the fuck. Nó khỏe, nó có đồ luôn chứ, nó khỏe. Đồ này hình như là lấy tiền như nào đấy. Ừ, ở đâu. Ui đánh mãi không chết con rồng luôn.
khỏe quá. À, ba cái sẻng luôn. Phải không cần sẻng. Lấy đi đạt, đưa cho lấy. Rồi xong. Xong rồi, thua rồi. Thì kiểu như hôm nay qua 12 giờ live liên tục đấy, live super liên tục. Ok, cho hải khạc tí chứ hải yếu máu quá. Cho hải khạc tí, hải yếu quá. Con này cũng chiến đi rồng rồi ta. Ngọc Long à? Bây giờ lại ra một đống Ngọc Long vậy nhỉ? Anh nói nhiều lắm mà đấy, anh Đoàn à? Vừa nói một câu, nó mở mồm rồi. Hả? Không, 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 không phải shipper đâu. Shipper ăn mặn nhưng mà biết shipper tầng ba nhưng mà người nói. Anh Eco có phải Ngọc Long không ta? Nó như nó khác nó khác nó được rồi phải bắt đầu phải khỏe lại tí rồi đấy. Ok, thằng nào đây má con ra lễ hội đánh chiến rồi.
mẹ rồi. Anh nói nhiều thế nhở? Hả? Từ từ, mày cứ từ. Nếu mày đã có lòng tìm tao thì tao sẽ tìm mày. Rồi. Ủa, đang có mất máu không vậy? Ui, đang mất không mất máu rầu luôn, ảo chưa? Chú vơi anh em ơi. Ma nó khỏe thế. Chết. Này à? Nổ hai thằng luôn. Ờ. Chú nhanh vậy. Phải lì đòn một round nhỉ. Đó đâu? Đó. Có cái kìa. Thôi lì đòn một round. À, khỏe quá. À, đi rồi, má game này đi sớm à, ông can tâm. Ui sao mình yếu thế, thằng nào bắt nạt mình được vậy. Ui sắp đi rồi anh em ơi. Ui rồi anh em mình đi cùng lúc à, ba anh em mình đi cùng lúc à, trường cháy thế. No. Lấy gì để có thể compact tầm này ta? Lên quả vô cực sai thế nhở, không có gì gỡ đồ ra ta. Hải đấu thằng nào cần lực đây. Hải đang được đấm thằng nào cần lực đây. Ừ, mà tôi là Huy nè. Hải trở lại rồi. Sự trở lại của Crocodile. À,
con ngựa ngon quá mà giờ không biết thay con nào ta. Má thằng nào Talon đây? Không phải. Trường vô thì có cái lịch xuyên đánh đấm gì. À, thằng Trường hên thế, gặp lúc nãy không giờ gặp là đấm như rụng răng rồi. Đủ má, nó có cái đầu ra kìa. Bị hư à? Cắt gai ngon này. Chào anh, buồn ngủ à? Khác thì nó động to cái đầu. Tiểu đam chưa ăn uống như tầm này à, giờ lên cấp cho con FPU vào nữa móc binh rồi mày chạy ngay đi. Trước khi đồng hai tuổi gì à, ít máu quá giờ thua cái là cút luôn rồi. Thằng nào nghịch pháo hoa này pháo hoa à? Ô, cứu ta Trường ơi. Lông ra. Từ từ cho nó giật em. Tao sao cút được. Rồng nào? Rồng tôi quen á. Thấy con nào? Không biết con rồng này lôi long à? Ao xin. Là ngon lắm. Vậy lên lên xem đỡ đoàn lên phòng xem đỡ chắc Tân nó chưa ngủ đâu. Chắc lên đang nằm, chắc đang nằm trên đấy. Tao biết tự chết rồi Trường ơi. Tao chết rồi Trường ơi. À, bài đang đẹp. Cái gì ba thằng tóc cuối mày? Cái gì mà ba thằng tóc cuối? Tao top 5, tao top 5. Một ván nữa. Tức thế. Vẫn
tình hình luôn. Nói chung là kẻ tóc tai rồi lại lại lớn hơn. Nhớ không? Đó là em sẽ làm hai đồ. Hai tiếng là hai tiếng là thì em chỉ cần những cái độ PC làm sao là em làm như vậy đó. Cháy một hồi mà không phải nó bắn chết cơ mà bắn chết bằng lựu đạn. Ai nó chưa sẵn sàng đấy. Có thể cố chấp đấy nhở. Đợi tí để mời mời quả trứng. Ừ, trứng xanh. Hiệp sĩ cú bảo thạch. Cái gì đấy, bắn đồng đội vào em. Tôi có. Giáp kìa. Thế ơi, thế chơi được không? Lại phải thoát ra. Thế chơi được không? Đấy. Thế nói đi, thế chơi được không? Thế chơi được không? Thế đừng có cục xuống, đừng có ấn dấu trừ xuống là nó không nhảy thông báo đâu. Tab thì nó phải nhảy nữa chứ ta. Mà thế chơi được không? Rồi rồi nè nè, cẩn thận nè. Nà lý. Đăng nhập thoát ra, đăng nhập lại thế. Xem thử. Thế chơi được không? Sao em nhìn anh? Vấn đề gì? Tại sao em nhìn anh? Vấn đề gì? Trình bày luôn. Rất là chỉ hoãn anh em đấy nhá. Nào. Chơi game không được tô xích. 4 người thì 4 anh em mình chơi. Nãy giờ 4 anh em mình chơi chứ mấy. Rồi.
biết. Chơi ra là phải chơi. Sona cookie. Đủ hai viên vào đầu cũng chết kìa. Đến với em đây đặt. Động rồi tải về những cái ảnh thôi, ghi động mà nó chia nền đấy, ghi động mà nó tách nền đấy. Sao thế? Đâu? Không chắc hả? Nó bán tiền chứ, nó bán con đấy luôn đúng không? Không có con nào nữa. Ê, cô trắng đấy. Không không, con Lina không phải. Không, sát thủ đồ long.
Chết rồi, lấy cái gì rồi nhở? À, lấy ngay mảnh giáp chứ, what the fuck? À, tự lưng lấy giáp làm gì cũng biết. Ừ. Đồ ngon không lấy. Phương Ly, ủa thằng này nó AFK này, hai thằng AFK rồi. Ơ bọn nó AFK hết hay sao chứ? Nhìn thằng nào cũng có mấy con này. Gì đẹp này. Ừ. Ta thấy đuôi mắt. Ta thấy đuôi mắt đối phương. Ok ok. Chạy mãi. Không, cái git động là tải git động vào xong ném thẳng vào OBS luôn. Nó tách nền rồi rồi mà, git động mà. Thì tùy tấm ảnh nó có cắt hay không chứ. Theo tấm nào nó hiện tách nền nó mới tách. Châu bình thường. Cho chị đi tiếp thế nào. Cho chị đi tiếp thế nhá. Mất thật. Đạt con đấy ngon thế, ném cho anh con đấy đi.
À, mình chơi đúng cái tộc đấy nó đấy chứ. Ừ, con Huy Long chọn đúng ấn cái tộc của con đấy nữa. Hôm qua là Hà trả thôi. Ui má thua kìa, mất kích luôn. Đau lòng chưa. Mấy thằng này AFK nãy giờ mà chưa chết à? Ok em ơi. Mấy thằng cướp long khỏe thế nhỉ? Đâu không, khỏe khác. Nhưng mà nó khỏe. Anh biết làm sao vì kiểu nó bất bại không? Do chưa gặp anh đó. Anh chơi với long, em chỉ cần em ném con rồng qua đây cho anh thôi. Thằng nào chưa? Thằng nào làm... Thằng nào chưa? Thằng nào không xứng tầm với chưa? Anh chờ anh nói đi, thằng nào không xứng tầm ra anh chờ. Ừ, gắt thế nhỏ, chạy nhỏ.
Fuji. Để bớt thải rồi bị cắn người nhá đấy nhá. Thải tộc đồ long đó, giỡn đâu. Thải là bộ tộc đồ long mà. Ơ kìa, nhìn giống vua vậy. Thải bảo Thải là bộ tộc đồ long mà. Thế là tiên rồng trước mặt Thải đều phải trả giá hết. Được chưa? Bỏ cái tộc đồ long đi thì nhá. Rồi ra một đống rồng mà không phải con rồng mình cần đó. Đạt chơi Huyễn Long à? Ở sao rồi mãi đéo ra gì hết? Không cần. Chó trường nhá. Chết để lại tướng Huyễn Long cho anh. Không cái gì, không cần phải giãy giụa nữa đâu.
Em ôm nhiều tiền quá người Đạt. Em ôm cho ván sau chơi đúng không? À, ra toàn chứa gì đâu, nhìn bực mình ấy nhở. Gì tức thế. Ra toàn tướng gì không biết. Rồi thế cũng phải chết để gây dựng đại nghiệp cho Hải. Ừ con thế sẽ phải chết. Không không không, tùy thôi, con Galio của Hải mới đánh xa này. Nhiều Galio lắm đấy. Thì xa bờ rồi, thấy xa bờ rồi. Thấy xa bờ rồi. Đồ gì đây, mà đồ hết tiền à? Đại đồ thôi, chịu rồi. Quá, Hải cần con rồng 2. Tự sát đi chưa? Không cần nó nhiều đâu, tự sát đi. Tự sát đi chưa? Mày tự sát đi. Rồng 1, rồng 1. Đạt nó phải chết để nhả rồng ra cho Hải rôn ra chứ. Tuần này hai lần chơi cùng nhau là hai lần chơi cùng nhau là rôn không ra rồi. Đạt hy sinh, em hy sinh đi vì sự nghiệp của anh. Để em để anh cầm được con Joshua là chết thằng chừa rồi. Con rồng kia không liên quan này, con rồng ám long không liên quan đâu. Lên 3, bắt đầu lên 3, nhìn nó lên 3 được không? Đây, 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 để anh tiễn em lên được. Đấy, còn 50 tiền là để em sau xài rồi. Nhưng mà xong rồi em ơi. Đấy má, nó chết cái lên được ngay con Galio 2 luôn. Giờ tìm được con ra tù đấy nữa. Thật đẹp. Con rồng nó lên nào. Chết giờ. Ui dồi, nó bị chết chó rồi. Nhưng không sao. Đấy, đường là đánh phải đánh cái một trước chứ mấy. Hả cái gì? Mày hả không? Mày hả cái gì?
cái gì? Thấy chưa? Thấy chưa? Chỉ bất bại khi chưa gặp Hải thôi. Đùa, đùa giỡn gì? Thôi xong. Mày chịu chết đi. Mày chịu chết đi, hàng đi chứ chơi gì nữa. Hàng đi tao tha cho. Hàng đi tao tha cho. Hàng đi tao tha cho. Được. Hàng đi tao tha. Thiên chí thì làm gì, mày cho cái gì nữa. Hàng đi tao tha cho. Lốc con chi lát à? What the fuck? Bắt đầu lốc được không ta? Ui má, con số nào mới dậy nhá. Đấy, có 200 gì cái là khác hẳn đâu. Lên 9 không chống đỡ được đâu. Mày chết, mày chết, mày chết. Tao để tiền luôn ra tù 2 nữa là mày chết. Đấy, mày đổi chỗ tính lốc ra xù của tao đúng không? Mày đổi chỗ tính lốc ra xù của tao đúng không? À, tính kéo ra xù của tao đúng không? Giờ đấy là vô ích thôi em ơi. Vô ích thôi. Ơ, kéo lốc được. Con rồng này lốc được chưa? Ôi để xem lại con này nhìn ghê đấy nhở. Ủa, cú gắn này không thể bị né tránh. Má, nó cắn cá chết luôn à. Cắn đi mày cắn. Ui ra thua chén nhanh lên. Ừ với chúng tôi. Mày cũng mạnh đấy. Ui đủ mất rồng ba. Rồng ba. Ghê nhỏ. Đấy. Ra gì đấy. Gì đấy. Ui
con chó đéo lốc được rồi. Má sao mình ngu thế ta? Nãy giờ lốc có được đâu mình lý nhỉ? Ừ, má ra xua chém lực. Con ra xua nó chém hay sao ấy, lực biến nhỉ? Được cái gì? Được. Từ từ, tao đang tích tiền, tao lên ra xua 20 giờ. Đây, mẹ mày, tao lên 9 là thả tiền là mày chịu có chết thôi. Dầu nhí vẻ mạnh này. Mày cắn ai? Mày làm gì? Mày cắn ai? Cắn nữa đi. Đi, mày chết. Lông đi, lông nào. Ủa có huyết long này, mà quá nhiều huyết long rồi. Ôi đồ vãi chất nhỉ. Mình kiếm ra thua chém luôn. Má mới ra cả đống đứa 5 tiền mà đéo con nào cần. Nói cái gì cơ? Dầu nào? Sao không mặc thèm dầu của mày à? Mày giấu đi đâu rồi? Lốc được mà, ra nãy giờ lốc được hè. Nhưng không sao, mày đi. Ủa cái đéo gì đấy, bị choáng rồi. Mày đi. Ơ đúng. Cái gì vậy? Từ từ, mày cứ ở yên đấy. Gì đây, nó được cái gì đây? Đâu, tiền đâu mà lên ám long level 3. Tiền không có. Cùng lắm là 7 con chứ. Đấm 2 cú nữa nó chết ngắt mày. À, đồ đam nhiều quá. Trường ơi. Đây này, cho 2 con này Trường. Cho 2 con rồi đấy nhá. Cho 2 con rồi đấy. Ra tua level 3 đây mà. Trường lại đồ. Chết một thằng ngu rồi.
bán hết cho rồng ba rồi, nhưng mà rồng ba thì làm gì? Rồng ba làm gì? Gà quá, thường thường gà quá. Đi ăn đi. Follow cho mình tùy ngày thôi bạn ơi, tùy ngày ra khung giờ này. Cảm ơn mọi người xem livestream của mình nhá. Hẹn mọi người buổi livestream tiếp theo. Bye bye.